Rồi, hôm nay giao lưu với một quý vị một cây 86 độ nha. Cây này là đẹp hơn cây hồi nãy gấp mấy lần luôn nha quý vị. Gốc cũng to hơn gấp mấy lần luôn nha. Đây. Cây này là cái giá 1,3 triệu là không có chậu nha quý vị. Không có cái chậu nha. Mà quý vị nào có mua tặng luôn cho quý vị cái chậu luôn á. Mà có vận chuyển có bể gì quý vị chịu nha quý vị. Chứ tôi không lấy cái chậu làm gì, nhưng mà tôi bán 1,3 triệu là không có chậu. Về nếu mà tôi đóng gói mà về thì còn cái chậu thì quý vị có cái chậu chơi, còn không thì bể thì quý vị mua cái chậu mới nha quý vị. Chứ bây giờ cái khâu mà vận chuyển bây giờ không có bảo đảm được quý vị ơi. Mấy anh việc theo thì làm ăn thì thôi chán lắm, nhưng mà kệ đi. Cũng cảm ơn mấy ảnh, nhờ có mấy ảnh với mình cũng có giao lưu với nhau, có cây mà chơi. Bây giờ không có mấy ảnh thì cũng hơi bị khó nha. Có nhiều người không có việc theo là cũng không có cây đâu mà chơi nha quý vị. Xe khách bây giờ gửi nó bất tiện lắm. Có một việc theo mà chê nó chứ có nó cũng đỡ lên nha quý vị. Thôi cuộc sống giờ nương nhau mà sống quý vị ơi, chủ yếu là vui được rồi. Anh em mình nhượng nhau người một chút nha quý vị. Rồi thôi đây, cái cây này là 1,3 triệu không có chậu, mà quý vị nào cũng lấy chậu tặng luôn, có bể thì thôi hả quý vị. Đó, tôi nói rõ ràng vậy đó. Đây nè, tỷ lệ cho quý vị xem đây nè, thấy chưa. Đó, cái chai nước đó, xem kỹ đi nha quý vị. 1,3 triệu không chậu nha, nói trước nha. Mua thì tặng cho cái chậu luôn, đóng gói đàng hoàng. Có thiệt hại gì thì thôi gán mà máy nha quý vị, chứ giờ không có bắt đền được nha, đã nói không có chậu mà. Rồi giờ quay lại nha, mặt khác nha. Cây này thì nó đẹp dữ lắm. Đây, rồi quay qua bên đây luôn. Sao đó nha quý vị. Rồi giờ quay lại mặt trước cho quý vị xem lại. Rồi quay một lần nữa nha quý vị. Hay cây trà ô long đây. Rồi một cây 86 gin. Cây này thì đẹp lắm nha quý vị. Rồi gốc đây 1,3 triệu nha, không có chậu nha, nói trước à. Để về mốt rồi có xin cái chậu rồi bể rồi la làng nha là không có được à. Anh em vui vẻ thôi, tặng luôn cái chậu chứ là không có bán chậu. Rồi xin cảm ơn nhiều nha, clip này nói chuyện hơi nhiều tí nha quý vị. Rồi thôi xin kết thúc.